1 triệu một đôi, 600k một đôi. Đây là hai cặp tép ưu tú của chúng tôi. Loại 1 triệu này có chế độ siêu tép tép nhé, dây dài 1 mét về đấu đi loa đi đâm đi cục đẩy. Đây là loa tép chuẩn chống cháy, hàng bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Loa tép chống cháy là phải trang bị hệ thống chống cháy đầy đủ như thế này các bạn nhé. Còn đây là tép 600k, loại này thì không thiết kế công tắc này. Đây là củ 250, khung phễu nó như nhau. Loại năm loại 600 này thì từ 8 côn 2,5, chống cháy 100% nhé. Đấy, dùng các loại âm ly cục đẩy đều được. Và đây là loại 1 triệu, bao ship rồi, anh em về test kiểm thử ok thanh toán. Anh em về đấu đi loa đi đâm đi đi cục đẩy, cái dây này nó dài 1 mét nhé, đúng như quảng cáo thì anh em thanh toán. Xưởng loa tép thông minh YouTube điện tử Phượng Lưu. Đấy, bên mình là ship hàng toàn quốc, những cặp tép hàng chuẩn chỉnh, tăng độ nét gấp 3 lần cho bộ dàn, nét gấp 3 lần nhá. Anh em muốn mua được hàng chuẩn chỉnh và uy tín thì liên hệ với kênh bên mình là vận chuyển hàng khắp Việt Nam. 1 triệu một đôi, 600k một đôi, nét gấp đôi cho các loại dàn. Cái tép này nó không phụ thuộc vào cỡ bát nào các bạn nhé. Đôi 1 triệu đây 600 nên nó dùng cho tổng hợp các loại bát từ 20 đến 50, cây phun đứng nằm đều dùng được, âm ly cục đẩy đều được, hàng bảo hành 1 năm. Anh em muốn mua được hàng chuẩn, uy tín và chất lượng thì liên hệ nha. Test đúng như quảng cáo thì anh em lấy. Đấy là cho nó ngon. Thì hàng bên mình là bảo hành 1 năm nhá. Hàng chuẩn luôn. 1 triệu một đôi, 600k một đôi. Hàng nét này nẹt luôn. Ok.